Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì theo như yêu cầu của một số quý vị khán giả thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để mở cái phần vỏ pin này để chúng ta tách lấy cái phần cell bên trong của những viên pin laptop này. Có khá là nhiều quý khán giả yêu cầu cho nên là hôm nay tôi sẽ đặc biệt làm một video chuyên để tháo cái phần vỏ pin này thôi. Và dụng cụ để hỗ trợ tháo thì thứ nhất là tôi có một dao gọt trầu, thứ hai là một đục gỗ và thứ ba là búa. Ngoài ra thì tôi còn có thêm một lọ dung dịch, đó chính là dầu. Dầu này có tác dụng để làm trơn các cái khớp nối, các cái ngàm của viên pin để chúng ta dễ dàng tháo hơn. Dụng cụ thì quý vị để cùn một chút nhé, đừng để sắc. Phần đục này cũng vậy, phần đục này thì tôi đã mài khá là cùn đi rồi. Đây là một viên pin mẫu mà tôi đã tháo sẵn ra rồi. Thì đây là viên pin Dell 6420. Thì trước khi mà tháo viên pin này thì bao giờ tôi cũng sẽ tra một lớp dầu vào cái phần kẽ ở giữa, nơi tiếp giáp giữa phần vỏ trên và phần vỏ dưới. Tiếp theo thì tôi, để tôi bóp cái này lại đã. Tiếp theo thì tôi sẽ dùng con dao này. Thì tôi sẽ đi từ điểm đầu đến điểm cuối như sau. Thì tôi sẽ lách cái phần mũi này vào phía trong như này, và tôi sẽ dùng búa để tôi gõ nhẹ, thì phần lưỡi dao sẽ đi như thế này đấy, và nó sẽ đi hết một lượt. Thì tiếp theo thì tôi sẽ dùng đục để tôi đưa vào cái phần rãnh này, và tôi dùng búa tôi gõ nhẹ. Thì quý vị chú ý rằng là cái vỏ pin này nó có phần dưới và phần trên, thì ở cái đục này nó sẽ có một phần dốc, đây là phần bằng này, phía này là phía dốc. Thì chúng ta hướng cái phần dốc vào cái chỗ ngàm như thế này. Thì viên pin này thì tôi đã tháo rồi cho nên là bây giờ nó dễ lắm. Thì tôi sẽ lại dùng cái phần này để tôi đục. Đấy, tôi đưa vào cái phần G pin này để tôi gõ. Tôi dùng búa tôi gõ thì nó sẽ bung ra như thế này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thực hành trên những viên pin mà chưa từng được tháo bao giờ để cho quý vị xem. Mời quý vị theo dõi tiếp nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu với viên pin Dell 6420 này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ tra dầu vào. Đấy, dầu thì tôi cứ tra vào khớp nối phía ở giữa thôi. Thông thường thì sau khi cho dầu vào thì tôi sẽ để 5 phút để cho nó ngấm vào các cái kẽ của viên pin. Tiếp theo là tôi dùng một chiếc khăn để tôi lót cho đỡ bẩn, và viên pin thì tôi sẽ kẹp vào phần giữa này. Đấy, quý vị có thể xem là tôi sẽ lách phần lưỡi dao này vào. Đấy. Như thế này thì nó đã tạo ra được một cái rãnh hở rồi nhá. Đây, viên pin này thì tôi cũng sẽ đi một đường. Cứ đi một đường để tạo rãnh đã quý vị nhá. Thật ra đây chỉ là hình thức để cho lát nữa tôi đưa cái đục vào nó dễ hơn thôi. Đấy, sau khi đi một đường xong thì bây giờ tôi sẽ cho đục vào và tôi sẽ gõ. Đấy, quý vị thấy là nó sẽ bung ra luôn. Đây, quý vị có thể nhìn xem này. Đấy, thì tôi gõ là nó sẽ tung ra luôn. Đấy, đấy. Phần này cũng thế. Đây. Nó vướng cái cam quý vị ạ. Nó vướng cái cam cho nên là khó để quay cho quý vị nhìn toàn bộ. Đấy. Thì sau khi mà viên pin mà đã mở ra như thế này rồi thì rất dễ rồi, thì quý vị chỉ cần đưa cái phần đầu dao vào và lách nó ra. Đấy, đây cũng là viên pin zin nhé.
Rồi tiếp theo thì tôi cũng sẽ tháo thử viên pin HP. Đây HP đây. Thì đây cũng là viên pin zin và viên pin này thì chưa tháo bao giờ. Bây giờ tôi sẽ tháo thử. Thì tôi sẽ lại đi một đường. Đấy. Tôi sẽ đi một đường. Tôi đứng con dao lên và sau đấy tôi sẽ nghiêng. Đấy, đây quý vị có thể nhìn này. Đầu tiên là tôi sẽ đứng con dao và sau đấy tôi sẽ nghiêng. Đấy. Cái này tôi cũng đã cố gắng hết cỡ để cho quý vị có thể xem rồi nhá. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái phần đục này để tôi gõ nó ra thôi. Đây này, quý vị có thể nhìn nhá. Đấy, tôi sẽ quý vị có thể xem là sau khi mà gõ đục thì nó đã tách ra. Thì bây giờ quý vị có thể nhìn thấy là viên pin này đã mở ra một chút rồi nhưng mà vẫn đang còn rất là cứng. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái mũi dao này để tôi đưa vào cái phần mà đã tách ra rồi. Tôi gạt nhẹ. Đấy, quý vị có thể xem là đấy. Cái này là ra thôi. Cái này thì tôi sẽ làm rất là chi tiết cho nên là video có thể là hơi dài nha, quý vị chịu khó xem nhé. Đây, viên pin này đã được tách ra rồi. Và cái phần ngàm này vẫn không bị gãy. Đấy, quý vị có thể nhìn này. Phần ngàm phía trên và phần ngàm phía dưới không bị gãy một tí nào hết. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cách tháo viên pin này. Đây là viên pin đeo. Lại vẫn dùng dao thôi quý vị. Đây. Đấy. Chúng ta trước mắt là chúng ta cứ lách dao vào. Đi một đường cái đã. Thì viên pin này nó sẽ khó hơn. Cho nên là tôi cũng vẫn là đi một đường đục nữa. Để nhả bớt ra. Và tôi đưa cái mũi dao này vào. Và tôi đã tách được. Đấy, quý vị thấy chưa? Chỉ cần như này. Và có thể là chúng ta sẽ dùng cái mũi đục này. Cái đục này là đục cùn nha quý vị. Nó không sắc đâu. Thì tôi sẽ tì vào đây. Đấy. Đấy. Đóng nhẹ thôi nhá. Quý vị đóng vừa tay thôi. Đóng mạnh quá thì nó sẽ bị vỡ. Đấy, quý vị có thể nhìn xem này. Tôi vừa đóng là nó bật ra luôn. Như cái chỗ này nha. Bây giờ tôi sẽ đóng cho quý vị xem là nó sẽ bật ra luôn này. Đây. Đấy. Đây. Tôi đóng một cái là nó sẽ ra luôn. Như vậy là viên pin 3567 này tôi cũng đã tách ra thành công rồi. Thì cái phần viên pin này thì phía dưới nó sẽ có keo. Thì tôi sẽ đi một lượt là cái phần bậy này lên. Đấy, viên pin này thì tôi sẽ không tháo hết nhá. Phía dưới có keo và tôi sẽ tách ra một viên và tôi rút nó ra. Và sau khi tôi tách xong thì nó cũng không hề gãy, không hề sứt mẻ gì cả. Đấy, quý vị có thể xem. Đấy. À, tất cả các ngàm đang còn nguyên. Đấy, lát nữa lau cái dầu này đi là bóp vào thôi. Đây thì bây giờ tôi sẽ bóp thử vào để cho quý vị xem này. Đấy. Khít luôn. Như chưa có gì xảy ra luôn. Vâng, tiếp theo thì tôi sẽ tháo viên 6800 này. Đấy, đây là một trong những viên pin mà tôi cũng muốn tháo để cho quý vị xem. Thì đầu tiên tôi cũng tra dầu đã. Hôm nay thì tôi sẽ tháo pin này nhá, còn pin pin lá mỏng thì hôm sau tôi sẽ làm. Đây.
Đấy, quý vị có thể nhìn là tôi đóng một lượt là nó đã tung ra rồi. Rồi, sau khi đi một đường đục thì quý vị có thể nhìn là nó đã tách ra rồi. Thì bây giờ thì tôi sẽ dùng mũi dao để tôi tách nó ra. Đấy, quý vị có thể xem này. Đây cũng vậy nhá, quý vị có thể nhìn này. Đấy, tôi đã tách nó ra. Thì đây là viên pin mà sau khi mà tôi đã tách ra. Đấy, viên pin này cũng zin luôn nha quý vị. Đây là cũng là lần đầu tiên mà tôi mở nó ra luôn. Đây, lấy hẳn ra cho quý vị xem. Đấy, viên pin zin nhá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị cách để chúng ta mà tháo ra. Thì đây là những dòng mà pin tròn 18650 thông dụng nhất. Đấy, thì tôi đã làm 4 quả này để cho quý vị tham khảo. Thì nếu quý vị thấy hay thì hãy cho tôi xin một like và một lượt chia sẻ. Và nếu quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của tôi. Thì tới đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm mà tôi có trong ngành pin để cho quý vị có thể tham khảo, xem chơi chơi cũng được mà lấy kinh nghiệm cũng được. Rồi thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.